xin chào tất cả anh em yêu thích game mã tiến hóa. Thì trong video này mình sẽ review về một cái bộ kỹ năng thiên phú của game. Thì có khá là nhiều anh em không thể phân biệt được là mình chơi con đánh gần hay đánh xa, vì thấy con nào cũng còn đánh gần đánh xa không anh em ơi. Mà cái điểm thiên phú của nó thì lại rất là khó khăn. Mình cũng không biết là hiện tại game nó đang bị lỗi hay sao á, mình treo cả ngày luôn mà nó không gây một chút xíu năng lượng nào hết trơn anh em. Rồi thì bây giờ cái điểm thiên phú thì nó sẽ mở dở cái level 371 cho tất cả anh em, nói chung là sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ chỉ sinh 4 đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề luôn nha, không để cho anh em đợi chờ lâu. Thì trước tiên á, mình đi vào cái phần hướng dẫn cho anh em cách lên điểm thiên phú này á, thì nó sẽ có hơi dài dòng, anh em đừng có tập trung vào cái những cái mà trọng tâm, mà anh em chỉ cần nghe mình nói chung là phân tích nó rõ vào những cái tình trạng của anh em á, đang có mà anh em sẽ lên. Không nhất thiết là anh em phải là thích lên cái này thích lên cái kia sao cũng được anh em bắt. Rồi thì trước tiên á, để xác định được anh em là chơi con đánh gần hay con đánh xa, đấy anh em phải xác định được anh em là đánh gần hay đánh xa, đánh về cận chiến hay là đánh về sát thương như thế nào đó, ví dụ đánh thủ hay là đánh bạo phát đó. Thì anh em làm sao để xác định, anh em vào trong cái phần nhân vật này thì nó không có đâu. Rồi trước tiên là trong cái phần tạo nhân vật anh em nhìn thấy nè, trước tiên là cái con săn quỷ, nó cũng mới ra một cái nhân vật, hệ nhân vật mới nữa nha nè. Ở đây chắc thì không thể xem được đâu ha, nhưng mà anh em vẫn chơi được. Đấy thì anh em nhìn thấy nè, săn quỷ bình thường không có gì hết, túc tinh cũng bình thường không có gì hết, ám ma cũng bình thường luôn. Tại sao nó lại như vậy? Nó anh em không thể xác định được đâu là đánh gần đâu là đánh xa đó, anh em thấy không, không thể xác định được. Nói thì làm sao để chọn là đánh gần hay đánh xa đây, để mình quay trở lại cái nè, mình đăng nhập vô một cái tính. Rồi năng điểm thiên phú là anh em phải xác định được là anh em chơi con đánh gần hay là chơi con đánh xa, hoặc là chơi con bạo kích hay là chơi con bộc phát gì đó, thì anh em mới có thể là lựa chọn được cái bộ kỹ năng của mình anh em. Ví dụ như anh em chơi cái con đánh gần là cái con về thiên về phòng thủ đánh nhóm thì khả năng chịu đòn, mà anh em lên đam của nó thì nó cũng khá là yếu nghe nè, nó sẽ khá là yếu, trừ khi là anh em nạp quá nhiều tiền rồi, anh em nạp nhiều tiền lúc đó đam anh em khỏe đó, anh em tăng công thủ anh em cũng đã khỏe rồi đó, thì anh em lên công anh em gây sát thương cũng khá là dễ thôi. Còn nếu mà anh em thuộc dạng tầm trung á thì anh em cũng khó lòng, mà ví dụ như công anh em cao thì thủ anh em đã là yếu rồi, anh em mặc dù anh em có thủ nhưng mà anh em lên công cao quá mà thì thủ của anh em nó cũng không có phù hợp, cho nên nó sẽ yếu như nào. Còn ví dụ như anh em chơi cái con mà thiên về công mà anh em lên về thủ á thì anh em có khả năng anh em sẽ sống dài, nhưng mà anh em khả năng kết thúc đối thủ rất là thấp. Cũng như mình chơi cái con này nè anh em, mình kết thúc đối thủ khá là nhanh đúng không? Thì mình đi hoạt động liên server á, mình ra cũng khá là sớm. Rồi thì hôm trước thì mình có lần mình ra top 3, cũng có lần mình ra top 6 anh em ơi. Rồi thì làm sao để xác định được anh em đánh gần hay đánh xa, thì trước tiên anh em sẽ vào cái hình avatar chỗ này. Rồi còn nếu mà cái hình này anh em nào muốn xóa tắt nó thì anh em nhấn ẩn luôn nha. Đó, mình ẩn đi. Rồi anh em nhấn vào cái hình avatar này anh em. Đó. Rồi, trước tiên anh em nhấn vào hình avatar, cái anh em lắc qua lắc lại xem trắng đẹp được. Rồi, nó chơi nó giỡn nó chơi thôi anh em ơi. Rồi anh em vô cái hình avatar này nè, anh em nhìn cái góc bên tay phải của anh em phía bên dưới á, nó sẽ có cái phần chuyển hệ nhân vật, anh em nhấn vào. Thì sau khi anh em chuyển hệ nhân vật thì nó đây có bảng cho anh em để coi, nó có một hệ mới nha, 5 2 4 6 7, đây là hệ mới ra. Đấy, hệ mới ra như lúc nãy mình nói anh em đó. Thì đây là cái con nhân vật của mình đang chơi ở đây, thuộc cái dạng là tầm xa khống chế. Bởi vậy anh em thấy không, khi mà anh em vào bên trong cái hoạt động anh em đứng một chỗ hoài đó là do cái con quỷ này nó đánh đây. Do con quỷ này nó đánh, cho nên nó khống chế rất là xa, mà nó đã tầm xa thì gọi là khống chế nữa nha nè. Đó. Rồi. Cái thứ hai, con này thì thuộc về cận chiến. Đó, con này thuộc về cận chiến. Đó, cái con này nhắn vô đây xem được nè. Để coi mình
anh em sẽ không thể tự xem cái con của anh em được đâu nghe anh em, tại vì anh em đã từng chơi nó rồi cho nên là anh em không thể xem được nó. Nó thì đây là cái con cận chiến, thì anh em có nhìn thấy nè, nó cận chiến công nó khá là cao đúng không, công cao, kiếm si sân quỷ đó. Thì anh em sẽ căn cứ vào những cái này mà anh em xem cái phần nhân vật của anh em nha. Đó thì mình sẽ không giới thiệu gì nhiều nha, sẽ mất thời gian của anh em lắm, nhưng mà để mình xem cái hệ mới này như thế nào. Hệ mới này thì nó cũng bây giờ cận chiến cũng là công cao luôn. Mình nói thiệt với anh em á, mình khuyên anh em á, nếu mà anh em có chơi á, đừng chơi những cái con thủ. Một là chơi những con cận chiến đúng không, cận chiến mà bạo đấy, ví dụ như con này đây, chơi cận chiến mà chơi bạo nè, cái con này nó sẽ khá là tốn tiền anh em. Nó mà vừa trâu nó vừa bạo luôn là cái con này chơi rất là ngon đó. Có nghĩa là nó xông pha vô trận mạc, ví dụ như anh em nào mà nạp tiền nhiều đúng không, nạp tiền nhiều mà đúng là khỏe vô nó bụp 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 là nó chết lẹ lắm nghe anh em. Con này là coi như khỏi nói nè. Rồi cái này thì nó tầm xa nha, mình sẽ không giới thiệu gì nhiều rồi đó anh em. Thì tới đây là anh em đã lựa chọn được là anh em chơi con tầm xa, tầm gần, tầm ngắn gì rồi đó, kệ nó đi ha. Rồi ví dụ như con mình là cái con tầm xa đấy, tầm xa quýnh về khống chế, thì mình nếu mà đã tầm xa thì chắc chắn mình sẽ lên công không lên thủ nè. Ví dụ như cái con nào mà tầm gần á thì anh em phải lên thủ, còn mình tầm xa là chắc chắn mình lên công rồi. Anh em hiểu gì không? Có nghĩa là lấy công để làm thủ nghe anh em. Ví dụ như anh em thường nghe nói á, có người ta nói á, lùi một bước để mình tiến ba bước. Nó có nghĩa là mình lấy thủ để làm cái đó, là lấy thủ để làm công, còn cái này mình lấy công để làm thủ, có nghĩa là mình đăng lên luôn. Có nghĩa là hai khi sắp la cà vô mình giết nó, mình đánh bập 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 nó chết, còn nó không chết là cho nên mình chết chắc đó anh em. Chứ bây giờ mà anh em đã đánh tầm xa rồi mà anh em còn lên thủ nữa, anh em châu cỡ nào anh em không có gây sát thương được, không giết người ta được là không được đâu. Cho nên thường cái công thì lấy công làm thủ thì lấy thủ làm công. Có nghĩa là sao? Nếu mà nó lên thủ được, khả năng nó sinh tồn tốt thì nó chém người ta, mặc dù nó chém không nhiều, nó chém bạc đấy, nó chém chừng chục 20 phát thì nó mới chết, người ta mới chết. Nhưng mà ở đây á thì khi người ta chém anh em là, ví dụ như anh em khả năng anh em mắc máu rất là ít, cho nên là khả năng sinh tồn anh em cao thì anh em có thể bụp nó chết đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần kỹ năng của Thiên Phú. Mình sẽ không đi sâu cái phần thằng kỹ, nói chung là làm nhiệm vụ làm tiền, nói chung là khó, khá là tiền nè. Đối với cái nhiệm vụ này của quý tộc này á, thì bắt buộc anh em phải là VIP 5 anh em mới hoàn thành được, còn không VIP 5 không hoàn thành được. Tại vì nó có cái nhiệm vụ nó yêu cầu anh em là phải mua cái lực phó bản F, mà lực phó bản F anh em VIP 5 anh em mới mua được. Đó, anh em không VIP 5 anh em không làm được. Còn ví dụ như mấy cái này thì phải nạp tiền để mua nè, nạp tiền mua thì không nói nha. Rồi, cái phần thiên phú ở đây thì nó sẽ có cái phần xã giao, thiện ý và cuồng nộ. Đó, thì mình ở đây á, mình cộng lung tung hết trơn anh em biết sao mình cộng lung tung không? Còn nó đi đúng bài bản là mình sẽ không cộng gì đâu. Tại vì cái game này nó đặc biệt, nó khác cái nữa, nó ngộ cái là nó có cái điểm năng lượng này đây. Đó, cái điểm năng lượng nằm phía trên nè. Đó, cái điểm này á, thường á, bình thường á, mình không biết nó bị lỗi hay gì mà mấy ngày nay, từ khi mình làm chiến sinh 4 tới giờ, mấy ngày nay là đánh nó không rơi cái này nè. Đấy, nó không còn rơi nữa. Mình 52 cái này là từ hồi sáng 6 giờ sáng, 7 giờ sáng tới bây giờ mình treo cũng không rơi, mình đánh ốp cũng không rơi, đánh quái cũng không rơi luôn. Mình cũng không biết là lỗi hay sao nó không tăng cái này. Nó chỉ có một cái là anh em đi cái hoạt động phó bản này giờ cũng mới ra thôi. Hồi mình nhớ hồi lúc mà mình lên level 350 á, lên level 350 là mình làm nhiệm vụ mình treo qua máy, mình đánh quái đó anh em, là nó rơi ra rất là nhiều luôn. Còn bây giờ anh em nhìn thấy nó không rơi thì không thể nào đủ điểm mà anh em làm được. Thì cái hoạt động này thì nó không thể giúp anh em. Ví dụ như anh em mua full luôn một lần thì anh em chỉ được có 7 cái này thôi. Đó có nghĩa là anh em càng quét á, càng quét nó cộng thêm 50% là càng quét bằng kim cương đỏ đó, là nói vậy. Nó bây giờ nó không đủ, bây giờ nó không ra đủ nữa. Bây giờ mình săn quái, mình đánh quái, mình treo từ sáng giờ nó không được một cái nào luôn, thì làm sao anh em đủ điểm mà anh em năng. Cho nên là mình tức quá, mình cũng không hỏi AD luôn anh em, mình không báo lên, mình hỏi luôn. Bây giờ nó không ra điểm thì sao? Mình cộng lung tung không biết sao giờ. Cái nào có mình cộng lên để coi, mình để dành hoài. Rồi sau này mình reset nó lại sao? Rồi thì ở trong ba cái phần gian xảo hay thiện ý hay là cuồng nộ gì hết á, thì anh em cũng có thể anh em xem cái nào công. Ví dụ như ở trong cái phần cuồng nộ này,
anh em dừng đừng có thấy mới để mấy chữ công công bạo kích này là công nghe nè, phải đâu đó anh em dòm xuống, anh em xuống dưới mấy kỹ năng bên dưới nè. À, sát thương sâu. Sát thương sâu là gì? Sát thương sâu có nghĩa là đánh sát thương chỉ chuyên dùng cho sát thương BK, cho đánh người thôi. Đấy là sát thương đánh người. Đó cho nên cái sát thương này nó càng cao thì anh em gây sát thương lên người càng nhiều càng mạnh. Còn anh em chơi á là mình khuyên anh em không nên là nâng mấy cơ bản, tại vì mấy cái cơ bản là dùng để đánh quái đánh boss được không à. Chơi game là phải đánh người. Đấy anh em nhìn thấy. Cái này là cũng là sát thương cơ bản, tăng về công dùng vũ khí đó em. Thì nó sẽ có ví dụ như tăng về công cơ bản và công đánh người thì nó cũng nằm chung đó. Thì anh em thấy nè, cái phần cuồng nộ là mình thấy là trước tiên là BK đánh người. Thì hồi lúc đầu á em mình cũng lên với BK đánh người nè, đó. Rồi, anh em nhìn thấy nè, công linh hồn. Linh hồn là anh em biết rồi đó. Đây. Ở đây đó là anh em nhìn thấy nè, rất là rõ ràng luôn. Cái bộ này là cái bộ là chuyên về đánh người, chuyên về phòng thủ nha anh em. Đấy, anh em nhìn thấy nè, mình đã level 4 rồi. Level 4 thì nó sẽ phần giảm kỹ năng nó mới có 8% thôi, nhưng mà mình lên level 5 thì nó sẽ anh em mới level 4 mà nó cần tới 38 này nè, thấy không? Level 5 cần 38 mà điểm đâu mà ăn. Đó. Không lẽ bây giờ mình ăn cái rồi mấy cái này nó đỏ chốc hết trơn luôn. Đó. Thì trước tiên là cái bộ cuồng nộ này là cái bộ phòng thủ nha. Đấy, bộ phòng thủ nha em. Rồi, ở đây anh em xem nè. Khi kích hoạt bạo kích sát thương lần này gây ra là tăng 10%. Nói chung á là nó thủ thì thủ nhưng mà nó cũng có tăng công nha em, không phải là tăng, là không phải tăng trực tiếp mà nó tăng gián tiếp. Ví dụ như nó được kích hoạt sau khi mà anh em ví dụ như cái này nó thủ này nè, khi nó kích hoạt lại cái mấy cái này để mà anh em đừng kết thúc đối thủ, để mà kết liễu đối thủ anh em, đúng không? Thì nó cũng kèm theo vậy. Đó là cái bộ cuồng nộ này là cái bộ sát thương thủ nha. Đó anh em nào đánh gần thì anh em có thể lên cái bộ này, khả năng sống sót của anh em khá là dai. Nhưng mà ngược lại á thì khả năng BK hoặc là đánh boss của anh em nó sẽ hơi yếu chút xíu. Rồi mấy cái này anh em nhìn thấy nè, mấy cái này là cái cơ bản lúc nào nó cũng phải có nha em. Đó, về công vũ khí nè, nói chung là khi bạo kích cho người chơi có 20% khiến trạng thái bỏng, khi bỏng là mỗi giây gây ra sát thương thêm bằng 10% trong 5 giây. Đó anh em thấy không? Thì nói chung là mấy cái bộ này là nó không phải là nó đánh một cái là chết liền đâu, nó thiên về phòng thủ, nó đánh đối thủ dần chết dần đó. Đặc biệt là ở cái kêu cuối của phần thứ ba này nè, khi HP bản thân thấp hơn 20% thì nó sẽ tăng 10,5% tỷ lệ bạo kích. Đấy, có nghĩa là lúc này anh em thủ mà cái máu của anh em nó đã bị giảm một nửa rồi đó, giảm 3/4 rồi đó, là bắt đầu anh em dùng lên tăng sát thương lên đó. Rồi mấy cái này là dành cho những anh em đánh gần đây nè, anh em đánh gần tăng về thủ nha. Đó. Còn ví dụ như anh em nào mà chơi cái phần đánh gần mà tăng về công á, thì anh em sẽ đi cái phần thiện ý. Đấy. Về cái này á nè, nói chung là cái này thì anh em đi cái này về công cũng được. Tại vì cái điểm này nó ít quá, mình cũng không thể nào mà cộng được anh em. Nó giờ anh em nhìn thấy bụp một cái là nó hết liền. Mà bây giờ mình reset lại cũng không đủ điểm để năng để làm video cho anh em, cho nên là anh em thông cảm nha. Mình sẽ nói thật chi tiết cho anh em nghe, anh em dễ hiểu thôi. Rồi cái phần này là cũng là thủ công anh em. Đó ví dụ như đây là dành cho mấy con xa, thường mấy con xa là nó sẽ chuyên về né. Tại vì khi mà cái phòng thủ của anh em quá thấp thì bắt buộc cái né của anh em phải cao. Né của anh em để cao để làm gì? Để mà nó không bị sát thương, để không thôi nó quýnh một cái là chết đó anh em. Ví dụ như phòng thủ anh em yếu quá mà anh em công cao quá, vô đánh đông đông á là bị 5-7 thằng mới đánh một cái là anh em chết liền. Còn mấy cái thằng mà đánh tay ngắn nó khỏe khỏe đó, nó bị cái chục thằng nó đánh một hồi cũng chưa chết đâu. Đó. Cho nên cái phần thiện ý này là cái phần sát thương nha. Đó. Rồi, thì anh em sẽ kéo xuống đây nè, bên cái phía bên tay phải cái góc này thì anh em nhìn thấy. Đó, ở đây là tỷ lệ né nha anh em. Đó, tỷ lệ né ví dụ như khi nó full lên là level mấy ta? Level 10, level 5 thì nó cũng chỉ có 1,5% thôi anh em, không cao. Nhưng mà mấy cái này nó sẽ có bù lại trong cái phần thần tọ, nó sẽ bù trong cái phần thần tọ, trong mấy kỹ năng thần tọ đó. Nếu anh em lên được mấy cái kỹ năng thần tọ cao á, mở được nhiều con là anh em
trâu lắm. Thì đương nhiên nó phải có công có thủ nghe anh em. Đấy, đây là mỗi lần chịu tấn công có 10% giảm sát thương nè. Đó, nó cũng phải đỡ chút xíu cho anh em, chứ không phải là công là công hết, thủ là thủ hết anh em. Rồi cái này là xóa trạng thái xấu nè, phục hồi HP. Đấy, xóa trạng thái xấu, xấu hòa chuyển nhanh, hồi phục HP 11%. Đấy, cho nên nó phải có cái này nó bù lại anh em. Ví dụ như mà anh em mà phía con anh em trâu quá là trâu rồi đây, đã anh em không chết mà anh em còn hồi máu nữa là ai mà chịu cho nổi anh em, đúng không? Có nghĩa là đánh anh em 5-7 thằng vô đánh anh em gần chết mà nó hồi máu nữa đó. Thì quan trọng là do anh em chơi thôi, cách chơi của anh em thôi. Anh em chơi nên đánh gần thì anh em cũng có thể lên được cái bộ này anh em, mà tùy thuộc vào ví dụ như tiền nhiều tiền ít, anh em khỏe rồi á thì anh em lên cái bộ này cũng khá là ngon nè. Rồi sang cái phần thứ hai bên đây nè, à, đây là cơ bản nha. À, cái phần thứ hai là cơ bản. Đấy, đây là thủ về tăng về máu nè, tăng về HP anh em, để cho anh em có khả năng sinh tồn chút xíu. Chứ ví dụ như mà anh em đam to thật mà máu anh em thấp mà HP anh em thấp thì nó quẹt một cái là anh em ngẫm là đi về trời gặp Chúa liền. Còn anh em nào thờ Phật thì chắc chắn là đi Tây Phương Tây Thiên sẽ gặp Phật luôn nha. Đó, đây là nó sẽ tăng chút xíu cho anh em. Đó, rồi thuộc tính cơ bản là bảo cụ. Bảo cụ là đây, anh em có thể xem dưới đây nè. Rồi tiếp tục cái phần thiên ý nè. Đó, về thuộc tính cơ bản bảo cụ thì anh em cứ tăng đi. Này, lên được tới cái này thì nó sẽ hiệu ứng hồi HP được coi hồi bao nhiêu ta. Tạm thời tăng 5% giảm sát thương. À, cái này về sao giảm sát thương này, 5%. Cái giảm anh em đừng nghĩ là cái giảm sát thương này nó không có tác dụng, nó hay lắm nghe anh em. Giả sử nó mà lên 100% là anh em đánh toàn mít không đấy. Chỉ có tớp với tớp thôi. 100% là toàn mít đó. Đó, nhưng mà ở trong cái phần điểm thiên ý này thì ở bên thứ ba này nó mới rõ ràng cho anh em biết là cái điểm công của nó rõ ràng luôn á, là tăng sát thương cực kỳ trâu và bá đạo. Rồi ở đây ở trên ba cái dòng ở trên nó đều là dòng cơ bản hết nghe em. Nó dòng xuống dưới đây nè, nó thì anh em nhìn thấy này, đây chính là sát thương kỹ năng. Đó, cái sát thương kỹ năng này nó quan trọng như thế nào. Ví dụ như ha, đây là cái sát thương kỹ năng nha em. Nó sát thương kỹ năng là bốn mấy cái chiêu thức này nè. Đó, đây là sát thương về, còn đây là sát thương vật lý nha. Đó, đánh thường là sát thương vật lý. Thì cái sát thương kỹ năng này nè, sát thương kỹ năng này khi nó đánh ra, mỗi một phát nó đánh ra thì chắc chắn anh em cộng 2% thì nó được bao nhiêu máu đó, thì nó sẽ cộng thêm 2%. Nếu anh em được 10% thì nó cộng thêm 10%, đúng không? Nếu mà anh em có 100%, ví dụ như anh em đánh một cái thằng đó nó mắc có 50% máu thôi, đánh một phát mà nó bị mất 50% máu, mà anh em lên cái này được 100% sát thương kỹ năng thì nó mất một phát là nó ngẫm luôn. Đó, thì anh em cứ hiểu đơn giản là như vậy thôi. Đồng thời á, cái lực chiến mà giảm sát thương này nó rất là cao nghe em. Nó rất là cao. Ví dụ như mà anh em thấy không, bình thường á, nó còn hơn cả bạo kích nữa nè. Còn hơn cả bạo kích, đánh một phát là chết đấy. Mà khi anh em đánh ra rồi nó tăng sát thương mà nó có bạo kích nó còn cộng thêm nữa nha. Đó, bởi vậy mình mới nói cái bộ này nó khá là quan trọng nha. Nói cái bộ này quá quan trọng. Thì mình sẽ giải thích cho anh em để anh em dễ dàng anh em lên lựa chọn những cái bộ nào anh em lên thôi nha. Đây là mấy cái con đánh xa đó nè. Đó, mấy con đánh xa. Rồi, cái bộ ở dưới này nó là tăng về cái gì ạ? À, hấp thụ hồn lực. Nói chung là mấy cái này nó hấp thụ thì nó tăng về ví dụ như nó hấp thụ về sát thương á, nó hấp thụ sát thương của nó thì anh em sẽ tăng cái phòng thủ của anh em lên. Vậy đó. Ví dụ như ở cái con này nè anh em, cái con này đó. Cái con này thì nó đây, cái con này thì nó hấp thụ được 20%. Đấy, cái con này nó hấp thụ sát thương được 20%, có nghĩa là nó đỡ đòn cho chủ nhân, có nghĩa là nó đỡ đòn cho anh em được 20% đó. Thì cái hấp thụ hồn lực cũng vậy thôi. Rồi quay trở lại nha em. Thì ở cái phần này á thì anh em nhìn thấy nè, nó hút hồn lực, nói chung là được full là nó được 12%. Ủa không phải, để coi, nó kích hoạt là nó đạt 11%.
À, có nghĩa là nó full định được 20% anh em. Đấy, được 20% hộp lực. Rồi bên cái phần tinh xảo này, trong cái phần gian xảo này anh em, thì anh em nhìn thấy cái dòng đầu tiên nè. Cái dòng đầu tiên nó thuộc về cơ bản, dòng thứ hai nó cũng thuộc về cơ bản luôn nha. Nó tăng về công của vũ khí. Có nghĩa là vũ khí anh em càng mạnh nó sẽ tăng càng cao, thì mình phiên anh em mấy cái này là mấy cái cơ bản. Đó, còn cái này nó sẽ tăng về cánh. Nói chung là tăng về phần cơ bản anh em. Đó, tăng thủ về cơ bản. Cái này thì anh em đánh đánh boss thì nhanh nè, nó lên cái này thì đánh boss khá nhanh anh em. Sát thương gây ra cho mục tiêu trốn là 5%. Có nghĩa là cái kỹ năng này anh em, ví dụ ai đang trốn mới bị tính nha, còn không trốn là không tính. Đó. Nó giảm sát thương này nè. Thì nói chung là cái này thì nó cũng là một phần về thủ cơ bản nè. Giảm sát thương thì giống như nó hút HP, hút sát thương lúc nãy, cái con nãy mình nói vậy đó. Nó ví dụ anh em tăng lên thì nói chung là cũng được. Thì cái này thì nó thiên về thủ hơn, mà BK cũng khá là yếu, nhưng mà đánh quái, đánh boss đánh quái thì nhanh đó nghe anh em. Cái này đánh nhanh đó, tại vì nó tăng về công. Mà công mà nó lên mà bảo kích đồ hay cái gì đó ha, mà mấy cái bảo khắc á, nó tăng khá là nhiều luôn á. Nói cho nên là cái phần này thì cơ bản nha, anh em nào muốn lên cái nào thì lên. Thì chủ yếu á là nó trong cái phần thiện ý nè và phần cuồng nộ thôi. Nó anh em nào muốn đam cao tăng sát thương đó là sẽ lên cái phần thiện ý. Còn anh em nào đánh gần lên đây, do mình cũng không có đủ điểm để mà mình nâng được anh em, mình không thể nâng được. Ví dụ như mình nâng cái này nó tốn 10 điểm đúng không đấy. Rồi ở đây thì chắc chắn là mình sẽ lên ở đây được 6 điểm, nhưng mà được 2% sát thương kỹ năng. Anh em nâng cái này á, thì anh em đừng có quan trọng về cái lượt chiến. Nếu mà anh em cứ lựa cái nào lượt chiến cao anh em nâng là chắc chắn là anh em sẽ bị ăn đạn luôn á, là vô thực chiến là anh em bị ăn đòn đó. Có những cái á, cái chỉ số thuộc tính của nó rất là nhỏ, cho nên là nó không có tăng lượt chiến cao. Nhưng mà ví dụ như ha, cái tỷ lệ bạo kích đi anh em, để mình nâng hết cái này đi anh em, để coi nó bao nhiêu điểm nha. 36 điểm nè, 22 điểm là đủ luôn đó. Rồi mình sẽ cho anh em xem trong cái phần thuộc tính của nhân vật. Đây ví dụ như là mấy cái điểm nè, anh em nhìn thấy nè. Không, bây giờ mình không nói cái xác tinh sâu đây, mình sẽ nói về cái phần tỷ lệ bạo kích. Đấy anh em nhìn thấy nè, cái tỷ lệ bạo kích của anh em nó có hết luôn, tổng luôn của mình á là nó chỉ mới có 8.4% thôi, nó chưa tới 10% nữa. Mà anh em thấy 8.4% á, tính cái con số á, là nó chỉ có 8.4 thôi, nó giống như máu của anh em là 8.4 giọt máu, đưa tương đương như vậy đi. Nhưng mà ví dụ như là sao nó lên được 100 thì 100 thì nó cũng là 100, giống như là 100 giọt máu thì về cơ bản anh em nó cũng không có tăng lực chiến cho anh em nhiều đúng không. Nhưng mà cái gì, nhưng mà cái nó gây ra, ví dụ như gây ra sát thương bạo kích đó, cứ bạo kích mà sát thương bạo kích càng cao thì càng ăn đúng không. Rồi cái thằng sát thương bạo kích nè, nó cũng có là có 11% thôi, thì anh em tính ra nó cũng giống như con số 11 vậy đó, cũng không có nhiều. Cho nên là khi anh em nâng á, nó không nâng được bao nhiêu lực chiến hết trơn á, nó không tăng được bao nhiêu lực chiến, chứ không phải như máu anh em tăng cái bù cái là máu lên nó lên. Tại vì cái chỉ số của anh em HP nè, chỉ số của HP của anh em quá trời cao luôn, nó chỉ số cơ bản là nó cao dữ lắm. Nó HP nè, nó tới nói gì về triệu đúng không. 3 còn 4 nữa. Nói cho nên cái con số HP trong đây anh em chỉ cần đụng nhẹ vô một cái là nó đã tăng nhiều lượt chiến rồi. Ví dụ như mấy cái bạo kích này nè, đó, nó cái tỷ lệ bạo kích và cái sát thương bạo kích anh em thấy làm sao mà nó tăng nhiều được nè. Đấy, cho nên lượt chiến nó không cao. Nhưng mà ví dụ như giả sử anh em có cái sát thương bạo kích lên 100% nha, 100% giống như một con số 100 thôi. Mà ví dụ như anh em bình thường anh em đánh vô con boss á, là đánh vô boss thì người ta vậy đó, nó mắc 500, nó mắc này 1 triệu máu đi, mà ví dụ như anh em có sát thương á, 100% sát thương 100% á, thì nó sẽ tăng gấp đôi. Đấy, nó sẽ tăng gấp đôi, mặc dù cái lực chiến nó rất là thấp, nhưng mà cái công dụng nó mang lại nó rất là nhiều. Đấy, cho nên là không phải khi anh em nâng vô mấy cái thiên phú mà anh em thấy mấy cái điểm mà nó tăng ít là chiếu á, tụi mình cố gắng mình bỏ qua cái đi nè. Đấy, mình sẽ cố gắng mình bỏ qua cái nha, là thua. Cho nên là anh em phải ưu tiên mấy cái nào mà đam lực chiến lên
không cần lực chiến, mà ví dụ như mấy cái dòng bạo phát này như sát thương bạo kích ha. Đấy, tỷ lệ bạo kích anh em nhớ một câu nè, ví dụ như mà cái tỷ lệ bạo kích của anh em bằng không nha, thì cái sát thương bạo kích của anh em có cao mấy chăng nữa thì nó không thể nào có tác dụng, vì nó anh em quýnh nó không thể nào ra bạo kích. Anh em nhìn thấy nè, nó anh em thấy bạo kích đỏ đỏ là cái máu đỏ đỏ đó, là cái máu nó bạo phá ra đó, có nghĩa là nó tăng lên đó. Đó anh em thấy là 800 mấy hay 8 triệu mấy thì mình không nhớ, hơn chắc 8 triệu mấy rồi nè, 3 triệu mấy nè. Đấy, còn ví dụ như mấy cái máu xanh á là máu bình thường, nó không có bị, nó không tăng giảm cho đó. Hoặc là mấy cái máu trắng đó nè, đó quýnh là nó quýnh mà nó không có ra bạo kích ha, không có ra bạo kích. Là máu vàng vàng nè đó, anh em kỹ nhìn kỹ máu vàng vàng, anh em ngắn cái màn hình cho đứng lại cái là anh em nhìn rất là rõ đó. Cho nên á, thường á là mấy cái máu của hội tâm và máu hội bạo kích nó tăng rất là cao, đây là những cái con số bạo phát, nhưng mà anh em năng nó lại không tăng nhiều lực chiến đó nè, nó là vậy đó. Cho nên á là anh em đừng có ham cái lực chiến làm gì nhiều, anh em thấp lực chiến hơn ta mà anh em muốn ta chết mới hay, chứ cao lực chiến hơn mà anh em bị ta giết là mới dở, đúng không? Rồi thì mình chủ yếu là mình nói trong hai cái phần thôi anh em ơi, còn cái phần cơ bản thì mình sẽ không nói nha. Anh em nào thích đánh boss thì cứ đặt ngay cái đầu tiên anh em bước thôi. Rồi thì nói chung á thì mình chỉ giải thích cho anh em được vậy thôi anh em ơi. Mình cũng không biết sao mà cái điểm năng lượng của nó không có. Thường cái điểm năng lượng hôm trước mình đánh như nào bập là nó lụm, mà lụm nhiều lắm. Còn bây giờ thì anh em thấy nè, nó bị nghẹt, giống như là bị nghẹt ống cống vậy đó. Đó, điểm thiên phú. Còn điểm thiên phú còn lại 40 điểm mà không có năng lượng để năng. Chết không? Đó. Bởi vì mình nói nó bị lỗi hay gì đó anh em, mình cũng không biết nữa. Rồi thì tạm thời mình sẽ dừng tại đây nha anh em, mình đi ăn cơm cái anh em ơi, rồi hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em. Nếu có gì thắc mắc thì anh em cứ comment bên dưới nha.